3. Và ném. Thêm một tình huống ghi điểm của Phong Nam. Chúng ta đang xem xét 1 của trận đấu thứ 2 bảng B giải bóng chuyền Michaco của tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh tổ chức. Chào mừng 19 năm doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 và 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10. Lập nốt. Sau đó là pha trả lời ngay lập tức của Thái Nguyên. 5-3 rồi. Cùng Lào thì họ đến từ Lào anh em ơi. Và phá chắn tốt của Phong Nam. Điểm đổi cho Cẩm Xuyên. 5-8. Và ném. Và ném gạch của Thái Bá Nguyên. 9-5. Có chuyền hai, các chủ công thi đấu khỏe hơn hẳn anh em ạ. Một pha xuống bóng của Phong Nam. 6-9. Tuyệt vời. Và xuống bóng hay của Thái Bá Nguyên. Phòng thủ tốt của Phong Nam nhưng mà đồng đội của Phong Nam chạm lưới. 16 dành cho Ca Lộc. Và đánh bóng trước qua hàng chắn của Phương Nam. 2 pha đánh bóng liên tiếp của Phương Nam bị Văn Thành hóa giải. 11-6. Và có bóng co điểm của Văn Thành. 13-8. Lại chắn bóng hay. Thêm một pha chắn bóng kinh nghiệm của Văn Thành. Thêm một tình huống bám chắn hay của Lê Văn Thành. Văn Thành đang gánh tem rồi. Lần này thì không có cơ hội cho Văn Thành và các đồng đội. Trong pha tấn công quá tốt của Phương Nam. Xử lý khéo léo của Văn Thành nữa rồi. 17-10. Và ra tay quá gọn của Phong Nam. Tuyệt vời. 14-17. Giải của công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh. Giải bóng chuyền Michaco anh em nha. Và bỏ nhỏ hay của Thái Nguyên. 18-11. Chuyền 2 anh em ơi. Khang vào thì chuyền 2 Đình Luân là sẽ phải ra ngoài. Mà chuyền 2 nổi thì không được ok lắm. Và phòng thủ của Văn Thành tạo điều kiện cho Thái Nguyên cướp cò thành công. 19-11. Phong Nam uy lực. 12-19. Sau đó là pha ra tay tuyệt vời của số 7 Phương Nam. 16-21. Rồi. Một pha xử lý tinh quái của Văn Thành nhưng chưa có điểm. Cơ hội đây rồi, biết ai trống chắn kìa. Không thể không ghi điểm. 22-16. Pha chuyền 2 quá đẳng cấp của chuyền 2 Nguyễn Đình Luân.
Thêm một pha ra tay nữa từ pha điều bóng tốt của Đình Luân. Nam Hoàng chào 700 anh em đang xem live. Yêu mến cho mình xin thật nhiều nút like anh em nhé. Pha chạm bóng hay của Văn Thành được Ngọc Lam. Sau đó là pha ra tay tốt của Phương Nam. 18-23. Và chuyền bóng hay của Văn Thành. Set boy ở trong môn thuộc về áo vàng. 24-18. Và ra tay hay của Phương Nam. Hai đều cho Cẩm Xuyên. Và cướp cò hay của Phong Nam. 4-5. Và phong tỏa hay nữa rồi. Thêm một điểm nữa dành cho Cẩm Xuyên. 9-7. Ở trận đấu này thì áo vàng sử dụng 2 chủ công và 1 chuyền 2. Và ra tay đơn giản của Hoàng Long. Loại bỏ hàng chắn. 18. Trong ba người này phải ra anh em nhá. Và chuyền bóng tốt của Văn Thành. 9-10. Các cô các chú chưa quen đổi người anh em ạ. Và bàn chắn hay của Phương Nam. Sau đó là pha phản công của Phương Nam. Quá hay. Phương Nam vừa tìm thấy Phương Nam. 12-10. Rồi 14-12. Chàng trai này đang mang lại làn gió mới cho Michaco. Cô của tổng công ty Quảng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Điểm số lúc này đang là 14-16. Nghiêng về Cẩm Xuyên. Một pha xẻ y tuyệt vời của Văn Thành. 15-16. Và ra tay hay của Phương Nam. Điểm cho Phương Nam và các đồng đội. 17-15. Và chuyền bóng hay của Phương Nam. 18-17. Tuyệt vời. Và là tài hay của Phương Nam. 19-18. Và phá chắn hay của Phong Nam. 23-21 cho Cẩm Xuyên rồi. Như đã chia sẻ, trong thể thao thì điều gì cũng có thể xảy ra anh em ơi. Đặc biệt là một giải đấu như thế này. Mình chào 600 anh em đang xem. Và phạt bóng hay của Phong Nam. Văn Thái phòng thủ tốt. Pha chắn bóng hay của Phong Nam. 24-21 rồi. Bất ngờ đã xảy ra. Bi kịch đã xảy ra. Đây là ca lọc của trận đấu thứ hai. Khi mà họ đã để cho áo đỏ có được điểm set boy, họ có đến 3 set boy. 24-21. Kẹo khó dành cho áo vàng rồi. Và vòng thủ quá hay của Phong An Tơ. Văn Thành vòng thủ hay của Phong An Tơ không được. Rất nguy hiểm. Hai vận động viên thực hiện một pha đánh bóng rất nguy hiểm. Sau đó là pha cướp bóng của Huỳnh Ngọc Bảo Khang. 22-24. Liên tiếp là những pha tấn công và phòng thủ quá hay của cả hai đội. Rất tiếc là pha tấn công hàng sau 3-3. Sau đó của Hoàng Long và Phong An Tơ lại trùng vào bước đà của nhau khiến cho không thể dứt điểm. Quay trở lại với trận đấu, điểm số là 22-24. Rồi tuyệt vời.
Nam đã đưa anh em cầm chuyên vào bờ. Và như vậy là trải qua hai séc, hai đội đã hòa nhau một đều rồi. Trước mắt của chúng ta là trận đấu penalty, trận đấu thứ ba, nơi mà không có chỗ để cho hai đội sửa sai nữa. Nếu như nhận thất bại, chúng ta sẽ nói lời chia tay với Văn Thành, Bảo Khang, Thái Nguyên ở giải đấu này. Đi nói nếu mà thua